Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay Khôi tổng hợp lại một số loa, thì trong đó có cặp đã đăng rồi, có cặp thì chưa đăng. Thì Khôi sẽ báo giá lại, và hôm nay giá có giảm để anh em chơi trong cái dịp Tết Tây, dịp Noel này nha. Và cũng xin chia sẻ với anh em tất cả loa ở đây là bao zin đến 100%. Zin đến 100% anh em ha, lưu ý là tất cả loa ở đây là bao zin 100% nhá. Nếu phát hiện cặp nào mà đã có qua xử lý, qua làm cụ hay là chép các thứ mà có làm rồi thì em sẽ hoàn tiền và bồi thường nhân dự cho anh em nha. Nói là làm. Rồi. Thì bây giờ Khôi sẽ giới thiệu với anh em một số nha, chi tiết một các cái cặp loa này. Đầu tiên là cặp Fortet. Model này là FE203, một trong những cái dòng loa cụ lớn, được thiết kế là bát 20, bát giấy gân gân tẩm dầu, nhưng mà gân thì gân rất là mềm anh em, như gân tẩm gì gân vải tẩm dầu này, cái này thì Khôi đã tẩm rồi, nó rất là mềm nha. Rồi thì cặp này được cái thùng này là thùng hon ha, anh em làm thùng đóng cho mình nha, anh Trường Trường thùng loa, đóng rất là đẹp và rất là chuẩn với kích thước nha. Nghe cặp này có lực, đặc biệt là cái dòng mà 203 Sigma này á, được thiết kế là trở kháng 16 ôm, cho tiếng mít rất là ngọt ngào. Thì cái cặp này hiện tại hôm trước Khôi đăng là 11, thì bây giờ là Khôi sẽ giảm xuống 10, 10 triệu anh em ha, 10 triệu cả thùng cả loa, rất là rẻ để anh em sở hữu. Rồi cặp thứ hai là cặp Yamaha NS1, đây là một trong những cặp loa đi box sale, dạng box sale mà đỉnh đỉnh nhất của hãng nha. Đó. Cặp loa NS1 nha. Cụ này là của ông Bơ, rất là gấu nha. Phân tần cũng gấu luôn. Trép cũng là siêu trép luôn, siêu chép đôn. Cái trép này nhìn là giống như trép phíp á anh em nè. Cái mũi này là mũi phíp này. Đó. Rồi, nguyên bản anh em. Thì cặp này bữa trước có đăng 10 triệu thì bây giờ có giảm xuống luôn. Giá vốn cho anh em chơi để anh em mà múc luôn. 8 triệu 500 ngàn. Rất là rẻ, rất là trong tầm chơi. Rồi tiếp theo là Diatom DS303, cái này là dòng bát giấy gân vải mũi cứt trâu đây nè nha. Đây cặp này gân còn rất là mềm nè. Thì đây là một trong những gọi là vua vua nhặt vàng anh em ha, vua nhặt vàng. Thì mấy cặp này cũng còn nguyên bản hết anh em xem này, ốc vít nó còn là như vậy thì đó là chưa có đụng chạm nha. Đó. Đặc biệt là cặp này dịch chỉnh được 3 dải luôn, mid này, chép này, và super chép này. Và cái cặp loa này anh em nhìn nó tựa như là R, cái mid nó y chang R. Thì theo cái thông số và cái anh em là chia sẻ là đây là cái cặp loa là Nhật sản xuất ra để khống chế thị trường. Tại vì là để gọi có nghĩa là khống chế, có nghĩa là để đấu lại những cái cặp loa của Mỹ sản nhập khẩu vào thị trường Nhật. Nên cặp loa này được đầu tư thiết kế rất là công phu, toàn thân là gỗ làng này ha, đít là đít cây nha, mặt gỗ làng luôn, rất đẹp. Thì có hai cặp ha, cặp dưới thì lưới đẹp hơn, cặp này lưới nó bị dơ nha. Thì giá lúc trước Khôi đăng là 16 triệu cho cặp đẹp, 15 triệu rưỡi cho cặp xấu, thì bây giờ Khôi giảm luôn 1 triệu, thì còn là 15 triệu và 10 10 10 10 14 triệu rưỡi nha. Anh em thích cặp nào thì lấy cặp đó nha. Rồi tiếp theo là cái cặp Marang, đây là dòng Marang đỉnh cao, hiện tại ở Việt Nam không có nhiều. Marang Imperial 8 nha, Marang Imperial 8, cặp đó rất là gấu, rất là to nha. Nếu so sánh thì L100 Century không có cửa nha, kể cả tiếng bass là dạy trên, dạy trên thì nó quá khủng khiếp rồi. Được thiết kế hai cái mid và ba hai cái chép và ba cái mid nha, và cái bát rất là sâu anh em, nhìn anh em thấy đánh rất là lực nha, đánh rất là lực, vừa nghe nghe đâu là có thể hát được karaoke đó anh em nha. Rồi tiếp theo là một siêu loa Onkyo, siêu loa Onkyo 2001. Thì cặp này Khôi chưa có test tại vì nó quá nổi tiếng ở trên mạng rồi, tất cả anh em nào cũng có thể biết tới nó nha, có thể gọi để nghe và cũng không cần nghe nữa. Đó, dòng loa này bass rất là sâu và mềm anh em nha. Đây anh em xem, rất là gấu nha. Một cái loa này nặng hơn 40 kg anh em, hơn 40 kg một loa, 44 kg á nha. Lưới còn nguyên zin luôn, lưới tem nguyên zin. Rồi
Tiếp theo là một cặp University bát ba tấc, cũng là một đối thủ của AR, được thiết kế theo kiểu thùng gỗ làng, mặt cây đít cây, ba đường tiếng, bát giấy gân vải xếp, và một cái chắp phíp này nè, nhìn giống chắp phíp này, chất âm rất là hay. Nhìn cặp lưới thôi nó cũng thích rồi, đó là lưới bố. Rồi tiếp theo là JBL 431B, cặp loa rất là đẹp và zin hoàn toàn luôn, cặp tuyên loa còn rất là đẹp anh em nha. Đặc biệt là đời này đời thùng gỗ làng, thời thùng gỗ làng và cụ Anicon, cụ tròn đấy nha, giống y chang như L100 Century, cho tiếng bass rất là sâu và mềm nha. Còn mic có chép thì nó cũng tự rồi nha. Nó chỉ có khác cái hình thức bên L100 Century thì được thiết kế thùng to hơn nha, thùng to hơn. Thì cái cặp loa này Khôi đăng là 21 triệu, nhưng mà hôm nay anh em nào mua thì Khôi giảm xuống cho anh em 1 triệu, còn lại là 19 triệu khi anh em xem cái clip này nha. Rồi tiếp theo là Khôi quên báo giá cặp University này, có giá là 10 triệu 500. Thì hôm nay cuối tuần Khôi cũng giảm luôn cho anh em 1 triệu, còn là 9 triệu 500. Cặp Onkyo này Khôi đăng là 18 triệu 500, thì hôm nay Khôi giảm luôn 1 triệu cho anh em, còn 27 triệu 500 nha. Cặp Marang thì 20 triệu 500, giảm 1 triệu, còn là 19 triệu 500. Rất là rẻ, rất là trong tầm chơi. Còn đây là cái cặp BMW DM2 Series 2, toàn thân khổ làng, cặp này cũng rất là đẹp, zin toàn tập, zin gọi là zin từ A tới Z luôn, series liền kề anh em nha. Thì cặp này có giá là 14 triệu rưỡi, và dịp cuối tuần thì Khôi cũng giảm luôn 1 triệu, còn là 13 triệu 500. Vậy là Khôi đã báo xong là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cặp, 9 cặp loa anh em nha, toàn loa đẹp và có cái giá rất là tốt nha. Anh em nào quan tâm thì alo giúp Khôi để trao đổi về cái giá cả, về cái hình thức mua bán, cũng như anh em cần tư vấn thì Khôi sẽ sẵn sàng tư vấn phối ghép nha. Rồi Khôi còn rất là nhiều, nhưng mà hôm nay Khôi gom được 9 cặp nha, để làm một cái clip này. Anh em nào chưa rõ thì alo để Khôi alo Khôi để trao đổi lại nha. Tất cả loa này còn rất là đẹp và một số rất là hiếm trên thị trường. Khi anh em mua những cặp này về thì tạo cho mình một cái cách chơi riêng, một cái độc lạ, không giống ai, không đụng hàng nha. Hoặc là có thì rất là phải đẹp. Đó là những cái tiêu chí mà Lê Khôi Audio bán hàng đẹp độc lạ nha, đẹp độc lạ. Cặp này rất là hay nè. Thì một số trên này Khôi đã quay clip rồi, thì anh em vào các clip sau trước anh em để xem chi tiết nha. Hoặc anh em không tìm được thì anh em cứ add Zalo hoặc là Facebook, thì Khôi sẽ gửi lại cái đường link để anh em vào xem nha, và xem chi tiết. Loa thì em bao zin rồi, anh em mua hàng yên tâm, không phải lo lắng là về cái chuyện là loa có zin không hay là có đẹp không anh em nha. Cam kết với anh em là loa zin nha, để anh em yên tâm mua hàng. Zin là zin 100%, tất cả loa còn đẹp lắm. Đây quay thử một cái anh em xem hình màng này, kể cả JBL này, mặt trắng rất đẹp. Đây. Cặp này thì gân mút này, cặp này cũng là gân mút nha, nhưng mà bass rất là sâu và mềm. Mua đi một lần rồi cảm rồi anh em nha. Anh em nhớ đi xa là mặc áo ấm nha, hoặc là có con nhỏ thì nhớ là lưu ý là cẩn thận khi ra ngoài trời. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em cuối tuần thật là vui vẻ. Anh em nào chưa đăng ký kênh YouTube của Lê Khôi Audio thì mời anh em cùng đăng ký kênh và cập nhật nhiều sản phẩm khác, cũng như là để ủng hộ cho Lê Khôi được ngày càng phát triển nha. Đây nè, loa rất đẹp, rất tuyệt vời. Rồi clip của Lê Khôi Audio xin phép được kết thúc tại đây. Chúc anh em một ngày mới tốt lành.
Xin chào và hẹn gặp lại.